mang lại cho Quảng Nam một quả phạt góc. Đinh Thành Trung đánh đầu, xuất điểm, Gosia không vào. Vừa rồi là một pha cứu thua của thủ thành Csma, pha vẩy chân rất nhanh của Gosia. Tuy nhiên chân sút người Brazil vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai trong mùa giải năm nay.